Tối 6 tháng 5, lần đầu tiên trong lịch sử FIFA chính thức công bố bảng xếp hạng futsal thế giới, trong đó futsal Việt Nam dù thất bại trong việc giành vé đến Futsal World Cup 2024 vẫn được xếp hạng bài bạc thế giới, hạng 5 châu Á và đứng top 3 Đông Nam Á. Ở lần công bố đầu tiên này, futsal Thái Lan bất ngờ nằm trong top 10 thế giới với vị trí thứ 9, thay vì vị trí 29 vừa được cập nhật trên bảng xếp hạng của trang Futsal World Ranking trước đây. Với Indonesia, họ xếp hạng 29 thế giới, top 2 Đông Nam Á. Trong lần đầu tiên công bố, đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA là tuyển futsal Brazil, đội vô địch trong 9 kỳ FIFA Futsal World Cup đến nay. Đứng sau là Bồ Đào Nha, đội có mặt tại Futsal World Cup 2024 với tư cách là đương kim vô địch và sở hữu 2 chức vô địch châu Âu gần đây. Tây Ban Nha, đội có 2 lần vô địch FIFA Futsal World Cup vào năm 2000 và 2004 và 7 lần vô địch châu Âu, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng futsal nữ cũng được ra mắt, trong đó futsal nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 13. Số liệu xếp hạng trên được FIFA dựa trên số liệu thống kê thu thập được từ hơn 4.600 trận đấu cấp A. FIFA định nghĩa một trận đấu quốc tế cấp A là trận đấu giữa hai thành viên FIFA mà cả hai thành viên đều có đội hình chính thức là đội A tham dự. Tại châu Á, futsal Iran là một trong số những đội tuyển có đến 3 đội hình ABC tham dự các giải đấu khi nhiều chân sút của họ thi đấu tại châu Âu. Hệ thống xếp hạng mới này sẽ phục vụ cho các giải đấu sắp tới của FIFA, trước tiên là Futsal World Cup, gồm cả lễ bốc thăm được công bố gần đây cho Futsal World Cup 2024 tại Uzbekistan. Theo nền tảng dữ liệu du lịch Kuna của Trung Quốc, Việt Nam lọt top 10 điểm đến được du khách Trung Quốc yêu thích nhất trong dịp nghỉ lễ của nước này. Trang du lịch chia sẻ, lượng đặt vé máy bay quốc tế của du khách Trung Quốc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động đạt mức cao kỷ lục, tăng 20% so với mức trước dịch Covid-19. Lượng tìm kiếm từ Trung Quốc cho các chuyến đi đến Việt Nam cũng gần như phục hồi trở lại mức trước đại dịch, đạt 95% so với năm 2020. Du khách đến từ Trung Quốc có xu hướng lựa chọn kỳ nghỉ ở Việt Nam vì nơi đây có nền văn hóa phong phú và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Những cái tên khác trong danh sách 10 điểm đến được yêu thích của du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ tháng 5 là Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Mỹ, Philippines và Australia. Phim Vầng Trăng Thơ Ấu là tác phẩm được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, 134 năm ngày sinh Bác Hồ, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024 và 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2024. Phim có kịch bản từng đoạt giải ba cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh do Cục Điện Ảnh tổ chức năm 2020. Dự án lấy bối cảnh từ năm 1895 đến năm 1901, khi Bác Hồ, tên thời Thơ Ấu là Nguyễn Sinh Cung, cùng cha mẹ là ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm vào Huế lần đầu tiên. Ngoài việc bám sát lịch sử với phần cố vấn của các chuyên gia, phim sẽ có một số chi tiết hư cấu, song đều dựa trên tư liệu truyền miệng, để khi xem phim, khán giả sẽ cảm thấy thuyết phục. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyền, Phạm Hữu Đại, Lưu Văn An, Bạch Công Khanh, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Ali Quang Khải, Bùi Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Hồ Nhật Minh, Trần Đức Tuấn Hùng. Phim dự kiến ra